Mấy ngày gần đây thì có rất nhiều người hỏi mình về cái việc cái ve vận rồi bọ nhảy rồi này kia, vì là cái thời tiết năm nay nó khủng khiếp, ve vận nó bò ra nó phát triển và nó kéo dài chứ nó không như mọi năm nó chỉ một đợt ngắn thôi, nên năm nay thì nó lại kéo dài. Thì tiện cái video này mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách xử lý cái ve vận trong những cái giai đoạn mà ve vận nó nhiều như là năm nay, thì nó rất là đơn giản thôi. Mọi người sẽ dùng một cái cách cổ truyền ngày xưa mà các cụ nhà mình dùng để mà trị cháy, là mọi người sẽ dùng hạt na, xin lỗi người yêu, mọi người sẽ dùng cái hạt na ta, là hay là ở trong như ở trong khu vực miền Nam thì gọi là quả mãng cầu ấy, mọi người sẽ mãng cầu ta ấy. Ở miền Bắc thì gọi là quả na đó. Thì mọi người sẽ dùng hạt của cái quả na này, thì mọi người cứ tính ra là cứ một quả na mà phải là quả na ta nha, chứ na thái thì nó lại cái hạt của nó không giải quyết được vấn đề đâu. Hạt na ta thì nó rất là đen và nó có nhiều cái chất để mà nó có thể giải quyết được cái gọi là những cái ký sinh trùng ở cái dạng ve rận rồi gián rồi này kia, nó giải quyết được rất nhiều các loại. Thì cái liều lượng là mọi người sẽ dùng là hạt của một quả na, mọi người sẽ đun với khoảng 1 lít nước, tức là bình thường như mình ấy, là mình sẽ làm một lần 3 quả, ăn na bình thường rồi lấy cái hạt đập dập cái hạt ra, cái hạt na là phải đập dập ra nhá, rồi cho vào đun với nước, cái tỷ lệ là cứ một quả na, tức là hạt của một quả na thì sẽ đun với 1 lít nước, đấy là cái cỡ gọi là cái lượng đấy là cái lượng trung bình đủ để diệt, và mọi người có thể làm đặc hơn một chút nhưng mà không nên quá đặc, vì là cái hạt na này khi mà nó quá đặc đấy thì nó có thể nó bay vào mắt, những cái khi chúng ta xịt đấy nó bay vào mắt có thể nó gây bỏng bỏng giác mạc, và cái hạt na này thì cũng không được cho chó uống. Và chúng ta sẽ chỉ xịt ở vòng xung quanh cái chỗ ở của con chó thôi. Thì chúng ta sẽ đun này, cái cách làm là chúng ta sẽ lấy hạt của một quả na thì chúng ta dùng với 1 lít nước, chúng ta đun sôi đập dập cái hạt quả na ra, rồi chúng ta cho vào nước chúng ta đun sôi giữ cho nó sôi 15 phút, sau 15 phút sôi thì tắt bếp đi để nguội, khi nào nước nó nguội rồi thì chúng ta sẽ gạn để lấy cái nước thôi. Cái hạt đây thì chúng ta hắt đi cho bỏ ra vườn, còn chúng ta sẽ chỉ cần lấy cái nước thôi, và cái nước chúng ta sẽ cho vào bình xịt để chúng ta xịt khắp quanh cái chỗ của con chó nó ở, những cái chỗ mà nó có ve rận và những chỗ vòng xung quanh nữa, chúng ta nên xịt xịt cái bán kính ở quanh cái chỗ ở con chó, chúng ta nên xịt bán kính 10 mét. Tại sao phải xịt? Vì sao? Vì một lần mà con chó nó bị ve mà chúng ta không xử lý kịp ấy, thì những con ve khi mà nó to đến đủ độ rồi nó sẽ bò ra một chỗ nó núp để mà nó chờ những cái giai đoạn thời tiết thuận lợi, như là cái giai đoạn này thì nó lại tỉnh, nó tức là nó ngủ đông ấy. Sau đấy nó sẽ tỉnh lại và nó lại bò vào người con chó để nó hút máu, rồi sau đấy là nó sẽ đẻ. Cho nên là mọi người sẽ để ý là nếu mà con ve nó phải đợt ve nó phải kéo dài tương đối nó khoảng tầm 1 tuần thì mọi người mới bắt đầu mới thấy có ve con, chứ ban đầu nó không có ve con đâu, nó không có những con ve nhỏ li ti đâu. Nhưng khi có ve con tức là những con ve nó đã đẻ đấy. Thì khi mà mọi người xử lý thì mọi người sẽ xử lý vòng xung quanh xịt như thế, một ngày mọi người có thể xịt 2 lần, thì mọi người xịt 3 ngày nó có thể nó sẽ giải quyết triệt để được cái ve ở vòng xung quanh của con chó. Còn cái ve ở trên người con chó ấy, thì cái cách dễ nhất là mọi người sẽ dùng các cái thuốc nhỏ ve. Các cái thuốc nhỏ ve thì nó có rất nhiều loại thuốc nhỏ ve. Mình vòng ra đây, xin lỗi ngồi dậy, xích ra, cho cái chắn thế rồi cứ đi qua đi lại. Mọi người sẽ dùng các cái thuốc nhỏ ve là dễ nhất. Các thuốc nhỏ ve thì mình không kể tên bởi vì nó có rất nhiều cái hãng nhỏ ve để mọi người có thể dùng. Và cái nhỏ ve thì nó sẽ theo cái cân nặng. Còn cái có thể là mọi người ở chỗ mọi người mà không có cái thuốc nhỏ ve, mọi người có thể dùng cái cách là tiêm. Nhưng mà cái cách tiêm thuốc để mà trị ve vận bọ chét ấy, thì chỉ nên áp dụng với những con chó lớn thôi, tức là những con chó trưởng thành rồi. Còn cho con thì không nên áp dụng, cho con thì nên dùng cái cách nhỏ nhỏ thuốc hoặc là bắt bắt trực tiếp. Vì khi mọi người mà đã xịt vòng xung quanh
cái chỗ ở con chó là mọi người diệt hết cái nguồn rồi đấy, diệt hết những cái nguồn kể cả những cái con ve nó ngủ đông, thì khi mà nó gặp cái thuốc đấy là nó cũng tự nó tiêu hết đi rồi, thì sẽ không còn cái con ve mới để nó dậy nó bò ra nó bám vào người con chó nữa. Thành ra mọi người có thể là ở trên người con chó mọi người sẽ dùng cái cách là mọi người bắt tay, bắt bằng tay, còn ở vòng xung quanh là mọi người sẽ diệt bằng cái nước hạt na ấy, với cái liều lượng là một hạt của một quả, thì mọi người đập dập ra mọi người sẽ đun với một lít nước. Còn mình đếm sơ sơ thì thường thường một quả na ấy, cái lượng hạt của nó sẽ có khoảng tầm 30-40 hạt trong một quả na ta nhé mọi người nhé, và tính cái quả trung bình. Còn quả nhỏ thì tất nhiên nó ít hạt hơn, quả to thì nó nhiều hơn một chút, nhưng mà nó cũng không quá được 30-40 hạt một quả đâu. Thế thì chúng ta sẽ dùng cái na ta để mà chúng ta xử lý, chứ còn cái na thái thì không giải quyết vấn đề. Thì dùng hạt na là tiện nhất, vừa mua vừa có na để ăn mà lại vừa hạt để nó được giải quyết. Và cái quan trọng ấy là nó các cái thuốc mà để xịt ở vòng xung quanh cái chỗ ở con chó ấy, nó không hiệu quả được như là cái nước hạt na đâu. Mình đã thử dùng rất nhiều cách rồi vì mình nuôi nhiều chó đó. Thế thì dùng rất nhiều các loại thuốc khác nhưng nó không đều không giải quyết được triệt để như là cái hạt na. Đặc biệt là với cái con bọ nhảy. Cái con bọ nhảy là mọi người nuôi chó thì ít gặp cái con bọ nhảy, nhưng mà nuôi mèo thì gặp nhiều. Nuôi mèo gặp con bọ nhảy mọi người cũng có thể sử dụng cái cách này. Cái nước hạt na ấy, nó khi mà làm là mọi người cẩn thận một chút. Vì ở trong cái hạt na nó có những cái độc tố, và nó có những cái thành phần mà nó có thể gây bỏng, nó gây bỏng cái giác mạc này. Cho nên ngày xưa các cụ mà người ta diệt cháy ấy, ngày xưa chưa có dầu gội đầu ấy, là người ta diệt cháy bằng hạt na. Nên là người ta có thể là đun nước lên để gội đầu thì phải tránh không cho nó chảy vào mắt. Hay là người ta dùng cái cách là người ta đập dập cái hạt na ra rồi người ta phơi. Sau đấy người ta lấy toàn cái nhân của nó ấy, cái bột trắng ấy, người ta vò lên đầu, người ta phủ một cái khăn như thế nào đấy để mà nó cứ giữ nguyên ở trên đầu ấy. Tức là cái hạt na này nó có cái là nó có chất độc, nhưng mà nó thấm vào da của người thì nó không đáng kể, coi như nó không độc. Cho nên là người ta có thể dùng cái cách là người ta ủ trên đầu được, nhưng nếu mà nuốt vào bụng thì nó sẽ độc. Cho nên là đấy, mọi người phải tránh khi mà làm cái nước hạt na là không để con chó uống. Còn thực ra để bình thường con chó nó không uống đâu, vì cái nước hạt na nó có mùi nó hơi hắc hắc một chút. Nhưng để an toàn là mọi người sẽ phải lưu ý là, một là cái dùng cái nước hạt na này xịt là không được để nước nó dây vào con chó. Mọi người cũng có thể dùng cái nước này để mọi người tắm cho con chó để diệt ve ở trên người nó. Nếu con chó nó có quá nhiều ve và mọi người không thể dùng cái cách bắt bằng tay thì mọi người có thể đun để mọi người tắm cho nó. Nhưng khi tắm ấy, nếu mọi người dùng cách tắm thì mọi người sẽ đun đặc hơn một chút, tức là có thể là mọi người sẽ đun 2-3 quả na với lại 2 lít nước. Một cái ấm siêu tốc bình thường là nó khoảng 1 lít rưỡi, có ấm to thì 2 lít, có thể dùng 2 quả na, có thể đun bằng ấm siêu tốc được, cho nó sôi lại 2 lần là được. Rồi sau đấy, sau khi làm xong thì chúng ta rửa cái ấm đi là ok, vì cái nước này nó độc nhưng mà nó không có độ bám dính. Cho nên là hoàn toàn có thể dùng cái ấm siêu tốc của chúng ta để chúng ta đun được. Còn bình thường mọi người có thể dùng một son, sau đấy rửa sạch đi là xong. Thế thì với cái cách tắm cho con chó này bằng cái nước hạt na này thì chúng ta sẽ đun đậm đặc hơn một chút, là chúng ta 3 hạt của 3 quả na nó sẽ rơi vào khoảng 100, hơn 100 hạt, đập dập ra đun với nước, cũng đun sôi 15 phút. Không, sau đấy là chờ cho nước nó nguội thì lấy cái nước ấy, còn cái bã thì bỏ đi. Thế lấy cái nước đấy là làm ướt cái lông của con chó toàn thân. Lưu ý nhá, là cái nước hạt na này nó có thể gây bỏng giác mạc, cho nên là không, chúng ta khi mà chúng ta tắm cho con chó chúng ta không tắm ở phần đầu mà chỉ tắm từ cổ tắm xuống thôi, tắm từ cổ này tắm xuống toàn thân. Còn trong cái lúc mà chúng ta tắm con chó nó có liếm một chút thì không ảnh hưởng gì cả, nhưng mà chúng ta cũng không cho nó liếm, hạn chế. Nhưng mà có thể nói là nó liếm một chút nó không ảnh hưởng gì, nó cái độ độc nó không đáng kể. Thế thì chúng ta tắm như thế và giữ nguyên người con chó nó ướt khoảng tầm 5 phút thôi. Thực ra khi chúng ta tắm như thế thì nó ướt từ phần cổ mà đến phần đuôi thì có khi nó đến 5 phút rồi. Thì chúng ta có thể chúng ta chờ thêm một chút nữa thôi, rồi sau đấy là chúng ta sẽ xả bằng cái nước lọc bình thường. Chúng ta giữ làm sao giữ ở cái người con chó nó ướt khoảng 5 phút với cái nước hạt na là đã đủ rồi nhé.
đã đủ để nó diệt rồi đấy. Thế thì diệt cả trứng, diệt cả 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 ve, ve nó sẽ xay, nó sẽ rơi ra hết thôi. Tí chúng ta tắm là nó sẽ rơi rơi ra khoảng người con chó, nó rơi xuống. Và chúng ta nếu mà nó nhiều ve, chúng ta có thể tắm như thế 2 lần, mỗi ngày 1 lần, làm 2 ngày là sẽ sạch, không còn con ve nào. Còn cái mà mình nói ngay từ đầu ấy là cái cần hơn. Cái cần hơn là cái chúng ta phải diệt ve ở vòng xung quanh cái chỗ ở con chó, trong bán kính tốt nhất là từ ở cái chuồng con chó ấy, bán kính 5 mét là chúng ta sẽ cho cái nước hàn na này vào trong cái bình xịt, cái bình tưới hoa bình thường ấy. Và chúng ta xịt vòng xung quanh 1 ngày 2 lần, chúng ta làm 3 ngày thì sẽ không còn con ve nào cả. Và cái nước hạt na này ngoài cái việc mà nó có thể diệt ve này, bọ chét này, thì nó còn có thể diệt rán. Tức là nếu mà mọi người mà giả sử như là cái chỗ của mọi người mà cái chỗ chứa đồ gì đấy mà nó nhiều rán quá, thì mọi người cũng có thể dùng cái thuốc này để mọi người xịt nhé, thì nó sẽ không còn nữa. Tức là cái này thì ở trong cái trường hợp cần thì mới dùng, nhưng còn chúng ta cũng không nên sắp sinh. Nhưng mà vì khi chúng ta nuôi con chó ấy, mà con ve nó bám vào con chó thì nó sẽ là cái nguồn của rất nhiều các loại bệnh khác nhau. Một là nó ghê, bản thân cái con ve ở cái dạng mà cái con ve tròn ấy, cái con ve bình thường ấy, hay là nhiều nơi gọi là con re mỏng ấy, còn bình thường là nó gọi là con ve chó, thì cái con ve này là nó không đốt người nhưng nhìn nó ghê. Nhưng nếu mà cái trường hợp các bạn mà rơi vào cái tình huống là không phải là cái con ve ở cái dạng con ve to ấy, mà cái con bọ nhảy nó là cái con mà nó nhảy tách tách tách, mà đến gần một cái nó nhảy túa này, nếu mà nhiều ấy là nhìn thành một mảng đen luôn ấy. Nhưng thì cái con đấy nó đốt người. Thế nếu có cái con đấy thì nó vô cùng bất tiện cuộc sống, không chỉ là con chó nó bị đốt mà người trẻ con rất hay bị đốt, hay là người lớn nếu mà đi qua cái chỗ đấy của nó cũng bị đốt. Thì mình từng gặp rồi, có những con chó mà mọi người nuôi, mình từng đến nhà mà mình gặp cái tình huống là con chó nuôi ở ngoài vườn, cũng không phải nuôi ngoài vườn mà nửa sân nửa vườn, thế thì ở cách xa nhà khoảng tầm 7-8 mét, nhưng mà không để ý chủ bận, không để ý, chứ không phải chủ không quý chó đâu, nhưng mà công việc nó quá là bận, thế thì không để ý đến nó. Đến khi phát hiện ra thấy con chó cãi nhiều thì mới ra gần, còn bình thường cứ cho ăn thì khi mà nó còn ít nên là nó chưa đốt người, nó còn đang đốt con chó. Nhưng nó nhiều cái là đến khi cho ăn là ra thấy ngứa thì mới biết là thế nào con chó nó bị ve, nó bị cái con bọ nhảy, thì lúc đấy mới diệt. Thì để mà nó nhiều đến mức đấy thì mình nói với các bạn là một là khi mà diệt đây là chúng ta sẽ phải xịt một cái khoảng rộng, vì đã có rất nhiều con nó đã trưởng thành, nó đến một cái mức độ là đến nó đã bò ra một chỗ nó ngủ đông rồi, thế thì sẽ phải xịt một cái khoảng rộng hơn. Và cái thứ hai nữa là có thể là bị đốt, cái con đấy nó đốt thì đau lắm, nhưng còn cái con ve bình thường hay là gọi là con ve mỏng ấy, mà nó to, có khi con to nó to gần bằng đầu ngón tay út này, thì con đấy là hầu như nó không đốt người, có bám vào người hiếm lắm, nhưng cái con đấy nhìn nó ghê. Và cái quan trọng nhất đây là nó có mang rất nhiều cái mầm bệnh, nó có thể nó có rất nhiều mầm bệnh. Khi mà chúng ta nuôi nhiều con chó thì cái con nọ nó hút từ con nọ, không là lần sau nó lại bò sang con kia, thì nó lây từ bệnh từ con nọ sang con kia. Và cái ve đấy là cái mà có thể nói là cái mà ghê nhất của cái người mà nuôi chó nuôi mèo, là cái ve là cái ghê nhất. Bình thường thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là cái cách là nhỏ thuốc, nhưng mà đợt này năm nay là thực sự nó là một cái năm mà cái lượng ve rộng nó bò ra nó nhiều khủng khiếp. Không biết, có lẽ nó do thời tiết, nó do cái thời tiết, và có thể nó là cái thời tiết khí hậu toàn cầu nữa. Vì là mình cũng có nghe tin là ở bên Mỹ là nó có năm nay nó là cái năm mà gọi là kỷ lục về cái ve sầu nó bò ra nó sinh sản. Thì bọn nó ở cái dạng giống nhau, nó đều có cái chế độ ngủ đông, và khi nó gặp cái thời tiết thuận lợi như thế nào đấy với chúng nó sẽ bò ra để chúng nó phát triển, sau đấy chúng nó lại ngủ đông. Thì cái ve rận ở trên con chó con mèo nó cũng giống y xì thế, có thể cái con ve nó ngủ đông có thể sau vài năm nó mới lại tỉnh lại để nó đẻ nha mọi người nhá. Cho nên là nếu mà mọi người với những đợt như này ấy, thì mọi người sẽ phải xịt vòng xung quanh ở cái chỗ ở của con chó bán kính khoảng 5 mét,
và xịt kỹ một ngày hai lần, xịt 3 ngày. Vì sao? Vì có thể là cái ve của cái đợt vài năm trước nó bò ra, nó ngủ đông, nó ngủ sâu. Để mà nó bò lại có thể nó còn nằm ở dưới vài lớp đất rồi. Để mà nó bò lại, nó bò ra thì như cái đợt này có thể nó bò ra. Thế mọi người cứ diệt hết đợt này thì này mọi người lại thấy lại có một cái đợt ve khác vào đấy. Rất nhiều người đã phàn nàn với mình rồi. Cho nên là đợt này mình mới chia sẻ với mọi người các cách diệt ve bằng cái hạt na này. Vì thực sự mà nói về những cái mà diệt theo cái kiểu như này là mình cũng không muốn chia sẻ đâu. Những cái mà diệt bằng cái tính chất mà gọi là sát sinh như này thực sự mà nói là không muốn chia sẻ đâu. Nhưng thôi thì phải lựa chọn. Và cái đấy là nó gây rất là phiền nhiễu cho cái cuộc sống của mọi người, của rất nhiều người bị. Vì là đợt này là cái ve nó là ở cái diện là nó trên một diện rộng. Ở miền Nam nó có hay không thì mình không biết, chứ ở miền Bắc là như đợt này là ve rận, nó là một cái khủng hoảng luôn với cái người nuôi chó. Thế thì các cái thuốc nhỏ ve đấy là nó có cái nhược điểm của nó là nó chỉ nhỏ được và sau một tháng mới được nhỏ lại tiếp. Còn cái tiêm nó cũng thế, cái tiêm thì nó cần thời gian dài hơn, mấy tháng nó mới được tiêm một lần. Mà tiêm và nhỏ này thì khi ấy, mà cái lượng ve nó nhiều, nó hút hết thuốc rồi. Ở trong người con chó mình mọi người tưởng tượng là một liều tiêm hay là một liều nhỏ ấy, nó sẽ có một cái lượng nào đấy, nó chỉ diệt được một lượng cố định cái ve rận thôi. Thế vượt quá cái chỗ đấy là con ve rận nó bò vào, nó hút là nó không còn cái chất diệt đấy nữa, thì nó vẫn sống nhăn răng nó bình thường và nó phát triển bình thường. Thế thì một cái đợt mà nó kéo dài như thế này ấy, thì cái liều tiêm nó không đủ và liều nhỏ nó cũng không đủ đâu. Mà tiêm tiếp nhỏ tiếp thì lại không được, vì một lần tiêm một lần nhỏ đấy là cái gan thận của con chó nó cần một cái thời gian để nó khử hết được những cái tác dụng phụ. Tức là cái này nó là ở cái diện thuốc độc, thế thì nó sẽ hại gan thận của con chó. Và con chó nó cần một cái thời gian để mà nó đào thải hết những cái chất độc, tức là những cái dư thừa mà nó ảnh hưởng đến con chó chứ không chỉ ảnh hưởng đến con ve. Thế thì nó cần thời gian đấy, và trong cái thời gian đấy thì không thể tiêm thêm hay nhỏ thêm được. Vì nhỏ thêm có thể là con chó con mèo đấy bản thân của nó sẽ gục luôn. Nó bị nhiễm độc và nó gục luôn. Đó, cho nên là cái đấy nó có cái dở của nó. Trong cái điều kiện bình thường thì cái đấy nó sẽ làm việc rất hiệu quả. Nếu ve nó chỉ là một đợt, nhưng đợt này nó nhiều đợt kéo dài, mình có thể nói là như đợt này có lẽ là nó phải là 3-4 đợt ve liền nhau. Vì bản thân mình ở trang trại của mình cũng chưa bao giờ mình gặp cái tình huống mà cái ve rận nó kéo dài như năm nay và nó nhiều như năm nay. Bình thường ấy chỉ nhỏ một lần thôi là đã xong rồi, nhưng năm nay là nếu mà như hiện tại đến bây giờ là đã phải nhỏ đến lần thứ 3. Và cái quan trọng là nó vẫn còn những con ve mới nó bỏ ra mà không biết nó ở đâu nó bỏ ra. Mà trong khi những năm trước đây chưa bao giờ có tình trạng như thế, đều là có ve cái nhỏ cái là hết. Mà năm nay là nhỏ lần thứ 3 rồi, buộc phải dùng đến cái biện pháp hạt na để xử lý. Thì cũng chia sẻ với mọi người luôn. Nhiều người thì hỏi mình qua tin nhắn thì mình cũng chia sẻ rồi, nhưng mà thực tiện đây cũng chia sẻ để những người mà còn lại gặp cái tình huống đấy thì mọi người sẽ xử lý. Cái hạt na là cái rất là dễ kiếm, và mọi người nuôi chó thì mọi người đến mùa na mọi người ăn thì mọi người nên tích lại một ít hạt, phơi nó ra, cho vào trong cái lọ thủy tinh để vào gọn vào chỗ. Như mình thì lúc nào mình có cái hạt mình tích, nhưng mà như mùa này thì có thể na đầu mùa nó hơi đắt một chút thì thôi mọi người coi như là đấy là mua thuốc đi, vừa có na ăn thì hơi sang, nhưng mà thôi vừa là cái để mua thuốc, mua lấy mấy quả về ăn rồi còn lại thì lấy hạt để dùng. Ở trên một con chó thì nó dễ thôi, nên nuôi nhiều thì nó mới làm mệt. Một lần mình mua mình phải mua vài chục quả về ăn cả tuần, không là để tích hạt lại phơi đó. Thì chia sẻ với mọi người nhé. Video mà hữu ích thì mọi người chia sẻ để những cái người nuôi chó khác cùng biết. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Siro nè, ngồi đây, ngồi ra xin bên cạnh, ngồi bên cạnh đây đấy, quay mặt về đằng trước. Đợt này mọi người thấy lông Siro nó kém bóng hơn đúng không? Thực ra là nhìn này vẫn hơi bóng bóng đấy, nhưng mà kém hơn rồi. Vì sao? Vì đợt này là mất một tháng liền là hết chibi mới có lại. Hết chibi một tháng là Siro không được ăn chibi, quay như là không được ăn chibi một tháng này. Là lông là nó kém bóng hơn.
Thế một tháng nữa thì khoảng tầm 2 tuần nữa là mọi người xem lại video, mọi người thấy lông siro sẽ bóng hơn chút nhé. Đây chibi mới lấy. Ok, xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Siro xin chào mọi người nhé. Siro nhìn vào máy quay. Máy quay đâu? Ok.